Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài phép cộng trong phạm vi 10, tiết số 2. 1 cộng 1 là bằng 2. 2 cộng 1 là bằng 3. 3 cộng 1 là bằng 4. 4 cộng 1 là bằng 5. 1 cộng cho 2 là bằng 3. 2 cộng 2 là bằng 4. 3 cộng 2 là bằng 5. 4 cộng 2 là bằng 6. 1 cộng 3 là bằng 4. 2 cộng 3 là bằng 5. 3 cộng 3 là bằng 6. 1 cộng 4 là bằng 5. 2 cộng 4 là bằng 6. 1 cộng 5 là bằng 6. 5 cộng 1 là bằng 6. Chúng ta qua bài số 2. 1 cộng 2 là bằng 3, 2 cộng 1 là bằng 3. Phép cộng nó có tính chất giao hoán. Giao hoán có nghĩa là sao? Tao hoán đủ vị trí nó thì cái tổng nó không thay đổi. 1 đứng trước, bây giờ 1 đứng sau. Bây giờ anh này là 2 đứng sau, bây giờ 2 đứng trước. Vậy cái tổng nó vẫn là bằng 3. 1 cộng 3 là bằng 4, 3 cộng 1 vẫn là bằng 4. 1 cộng 4 là bằng 5, 4 cộng 1 là bằng 5. 1 cộng 5 là bằng 6, 5 cộng 1 là bằng 6. 2 cộng 3 là bằng 5, 3 cộng 2 là bằng 5, 4 cộng 2 là bằng 6, 4 cộng 2, 2 cộng 4, 4 cộng 2 gì cũng bằng 6 hết. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết số thích hợp vào trống, một con gấu màu đen, bên này hai con gấu màu xanh, 1 cộng 2 là bằng 3, 3 con. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài B. Người ta chia làm 2 này, chia làm 2. Bên này 1 2 3 4 chiếc xe. Người ta ghi sẵn rồi. Bên này 2 chiếc xe màu đen. 4 cộng 2 là bằng 6 chiếc. Bên là 1 cộng bên này 1 2 3 4 4. 1 cộng 4 là bằng 5. Bên là 1 2 3 4 5. 5 ta cộng với 1 bên này là bằng 6. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4. 1 ta cộng với 5 là bằng là 6. 3 ta cộng 3 là bằng 6. 2 ta cộng với lại là 4 là bằng 6. 5 ta cộng với 1 là bằng 6. 4 ta cộng với 2 là bằng là 6. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.